Bữa này nhìn là biết ngon à. Ngon đó. Bữa cái sắp à. Này bữa da xanh nhìn đẹp anh. Mình bán nằm gòi này da xanh. Này da xanh cái nhiêu anh? Dạ, xanh có giá không ha? Xanh có giá. Con đi bác anh hả? Không có vợ đi hả? Dạ. Hả? À. Vậy là hai chồng đi bán luôn. Á, nhìn ngon thiệt ha. Bữa nhìn rất ngon. Này nhắc mà mới cắt sáng anh. Bữa da xanh, bữa nằm gôi. Rất ngon luôn ha. Bán chuối, chuối với thanh long, long bột đỏ. Thôi video mình dài cũng kết thúc tại đây. Thứ hai, tôi xin một like và một đăng ký. Chào tất cả các bạn.